Dạ, chào vị các bạn. Hôm nay là tháng 8 năm 2017. Đầu tháng 8 năm 2017 thì Jim đang có mặt tại khu vực ở thành phố Bà Rịa. Đang đi dạo trên khu vực ở đường phố Bà Rịa, vì đường này được các bạn tháng 8. Jim đang đi vào hướng từ khu vực ở cổng chào thành phố Bà Rịa. Đi vào ở biển thì Jim sẽ đi lên quanh một vài cung đường ở thành phố Bà Rịa để xem cuộc sống tại vùng của Bà Rịa, tham quan của Bà Rịa. Trong ngày hôm nay thì bởi vì ta cũng ngắm cảnh của Jim, bên tay phải có cái quán tên là Sài Gòn, nhà hàng Sài Gòn. Thường thường quý vị đi đến các nơi thì ta sẽ thường sẽ quan tâm là ăn ở đâu, có gì hay, cảnh nào đẹp, đặc sản là gì, là những cái rất là quen thuộc thôi. Bên cạnh đó thì nó có thêm một cái nét văn hóa của từng vùng, từng miền nữa, vì rất là hay. Thì Jim có dịp thì Jim sẽ đi từ từ để vì xem thêm về cái nét sinh hoạt của từng vùng, từng miền. Tại vì nét sinh hoạt của từng vùng, từng miền nó cũng liên quan vào về nhiều thứ. Như là đây có Nguyễn Kim này, điện máy, điện máy hiện nay. Rạp chiếu phim Bà Rịa, không biết còn rạp nào nữa không thì chưa biết.
những cái thương hiệu theo hệ thống chuỗi đồ ăn nhanh phong cách phương Tây thì cũng đang thịnh hành. Từ đường Lê Dũng đã bị Lê Dũng như này lên mạng ta này đi trên xe này đi ngang đường Cách mạng tháng 8 vào đại đường Phạm Văn Đồng. Này thì sẽ rẽ tay trái nha. Giờ rẽ tay trái để đi về xem. Đây vị có mấy cái quán buổi chiều quý vị, chiều buổi tối cái đoạn đường Phạm Văn Đồng này có nhiều cái quán ẩm thực đó quý vị. Đây thì là đi vòng phía sau đường Tàu Ngộ đó, nhà hàng của Tàu Ngộ. Chờ đường này đường Phạm Văn Đồng khá là to. Giờ nhiệt độ ngoài trời cũng tương đối khá là mát, bây giờ cũng phải chỉ 27 độ C quý vị, gió rất là mát, kiểu bị biển quý vị, chỉ rất là thoải mái thôi. Cảm ơn các bạn.
phía là nhiều đã cùng tìm dạo một vòng